nắng nóng này là một cái rất là bất cập. Khi mà người ta bưng đồ cho mình ấy thì mình không thể giữ được cái khoảng cách đấy, không hề khả thi. Vâng, sau khi mà đã đi khảo sát tại một số cửa hàng ăn tại khu vực Tống Duy Tân thì như quý vị có thể thấy đấy, để mà có thể thực hiện được các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái thời điểm này thì đối với các chủ cửa hàng cũng như là các nhân viên ở đây thì rất là khó để có thể thực hiện. Tại khu vực này thì đang còn khá là ít khách. Vậy thì còn những khu vực mà đông khách thì sẽ như thế nào ạ? Tại phố Tại Hiện vào tối ngày 12 tháng 5, khu vực tập trung rất đông giới trẻ. Những hàng quán tấp nập phục vụ nhưng lại không một ai đeo khẩu trang hay có các biện pháp phòng chống dịch. Quy định nêu rõ, không phục vụ cùng lúc quá 20 người để đảm bảo khoảng cách an toàn. Nhưng hãy cùng thử đếm với phóng viên.